Tôi xin trình bày cái chủ đề là tái tạo da bằng hóa chất trong điều trị mụn trứng cá. Thì như chúng ta đã biết, mụn trứng cá là một cái bệnh mãn tính chiếm tỷ lệ rất là cao ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái vấn đề ngoại hình cũng như là cái giao tiếp và ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và trong những cái phòng khám da liễu của chúng ta thì tỷ lệ bệnh nhân mụn trứng cá đến với chúng ta cũng tương đối là nhiều, có thể là đứng hàng thứ nhất nhì ba gì đó trong, trong top 3 của phòng khám da liễu chúng ta. Thì chúng ta đã sử dụng rất là nhiều phương pháp có thể là những cái thuốc bôi tại chỗ, thuốc toàn thân